Minh được Tử Vi rất là vui khi được chào đón quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lần đầu tiên, cho phép 30 tập chương trình Minh Đường Tử Vi, những người làm chương trình Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị có được vận trình nhiều cát tinh trợ lực, thần tài dẫn bước, vượng vận quý nhân, sự nghiệp hiển vinh, tài lộc thăng tiến, có nhiều cơ hội trúng số, trúng thượng đến, giàu có hơn người, đổi đời ngoạn mục. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà 30 tập trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập trình Minh Đường Tử Vi muốn gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, tiên tri tiết lộ sự thật bất ngờ. Tuổi Nhâm Tý sinh 1972, đúng 7 ngày tới tháng 11 âm lịch 2024. Nhờ ăn ở phúc phận mà được trời thương Phật độ, trúng số liên tiếp, hổ mấy cũng đổi đời đại gia, cực giàu có. Quý khán giả thân mến, cuộc sống luôn là một hành trình đầy thử thách, và mỗi người trong chúng ta đều mong mỏi một cuộc đời bình yên, hạnh phúc. Ai cũng muốn có những ngày tháng không lo âu, không sầu muộn. Tuy nhiên, không phải ai cũng được may mắn như vậy. Nhiều người hỏi tôi, vì sao họ đã sống hơn nửa đời người mà vẫn không hết khổ, vẫn phải đối mặt với những khó khăn chồng chất, công sức làm việc suốt năm tháng lại chỉ đổi lấy nợ nần, túng quẫn. Trong khi đó, có những người chỉ cần sinh ra đã được hưởng một cuộc sống sung sướng, thừa hưởng gia tài khổng lồ mà không cần phải cố gắng. Nhưng cuộc đời vốn không công bằng, và đó chính là số mệnh của mỗi người. Thực tế, không ai có thể tránh khỏi khó khăn, đau khổ, và chính những thử thách ấy mới là yếu tố giúp ta trưởng thành và vươn lên. Thượng đế không trao cho ai con đường trải qua hồng, nhưng chính trong những gian truân, ta mới học được cách đứng dậy, vượt qua. Thành công không bao giờ đến dễ dàng, và không phải ai cũng có thể nắm bắt được nó. Để có được trái ngọt, ta phải kiên trì trồng cây, chăm sóc và chờ đợi. Cuộc sống không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng điều quan trọng là chúng ta phải có sức mạnh để đối mặt với mọi khó khăn, để thay đổi vận mệnh của chính mình. Đừng mong một cuộc sống không thử thách, mà hãy mong mình có đủ sức mạnh để vượt qua mọi trở ngại. Kính thưa quý khán giả, và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Nhâm Tý sinh 1972 thân mến, người tuổi Nhâm Tý sinh 1972, sơn thượng chi thử, chuột trên núi, mệnh tan đố mộc, gỗ cây dâu tằm. Vận mệnh tuổi Nhâm Tý 1972, chặng đường khó khăn nhưng tươi sáng. Kính thưa quý khán giả, đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 thân mến. Người tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972, với hình ảnh sơn thượng chi thử chuột trên núi, mang trong mình mệnh tan đố mộc, là cây dâu tằm, một loại cây có khả năng sinh trưởng trong điều kiện khó khăn. Từ khi sinh ra, người tuổi Nhâm Tý đã phải trải qua những thử thách và gian truân. Cuộc sống khó khăn từ thuở nhỏ khiến họ phải học cách sống tự lập và không ngừng phấn đấu, kiên trì vượt qua mọi khó khăn để tạo dựng cuộc sống ổn định và vững vàng. Tính cách và tình cảm. Người tuổi Nhâm Tý là những người sống thẳng thắn, thật thà, không thích sự nịnh bợ hay lợi dụng người khác. Họ là những người có ý chí kiên cường, luôn bắt đầu từ những điều đơn giản, rồi từng bước tiến tới những mục tiêu phức tạp hơn. Họ sống vì gia đình và những người thân yêu, thường hy sinh bản thân để lo cho con cái, gia đình và tất cả những người xung quanh. Tuy nhiên, họ cũng có thể trở nên dễ bị tổn thương vì quá tin tưởng vào người khác, dễ bị lợi dụng. Điều này đôi khi là cái giá phải trả cho lòng tốt của mình. Tuổi Nhâm Tý, đặc biệt là nữ mạng, luôn dành dụm, tằng tiện để chăm lo cho gia đình. Họ không sống cuộc đời xa hoa mà luôn lo lắng cho tương lai, phấn đấu không ngừng để cải thiện cuộc sống. Dù sống giản dị nhưng cuộc đời họ lại đầy ắp sự tận tụy, hy sinh. Người tuổi Nhâm Tý sẽ cảm thấy hạnh phúc khi nhìn thấy gia đình vui vẻ và an yên, nhưng ít khi họ tìm kiếm sự hưởng thụ cho bản thân. Trong 7 ngày tới tháng 11 âm lịch 2024,
vận trình tử vi của người tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 có nhiều dấu hiệu tích cực, đặc biệt trong sự nghiệp và tài lộc. Dưới ảnh hưởng của nguyệt lệnh Lâm Đế Dẫn, bạn dễ dàng tìm thấy cơ hội để thể hiện khả năng nổi bật của mình. Thời điểm này, bạn sẽ có cơ hội khẳng định điểm mạnh và khả năng lãnh đạo, dẫn dắt mọi người đi đến thành công. Những cố gắng và nỗ lực của bạn sẽ được cấp trên ghi nhận. Rất có thể bạn sẽ nhận được cơ hội thăng chức hoặc một vị trí mới xứng đáng với năng lực của bản thân. Trong công việc, bạn có thể tận dụng cơ hội để phát triển hơn nữa. Nếu khả năng cho phép, bạn có thể mở rộng thị trường hoặc quy mô kinh doanh, nâng cao sự cạnh tranh của mình trong môi trường công việc hiện tại. Việc gây ấn tượng tốt với khách hàng và đối tác cũng giúp bạn có thêm nhiều cơ hội tài chính. Đối với người làm kinh doanh, đây là thời điểm thuận lợi để gia tăng thu nhập và xây dựng mối quan hệ vững chắc trong công việc. Tuy nhiên, trong khi sự nghiệp và tài lộc phát triển thuận lợi, phương diện tình cảm lại không được như ý. Người tuổi Nhâm Tý có xu hướng trở nên khép kín, ít tham gia các cuộc gặp gỡ xã giao vì không muốn tốn thời gian. Những người đã có gia đình cũng có thể cảm thấy thiếu quan tâm đến nửa kia và con cái, dẫn đến sự lãng quên trong các mối quan hệ tình cảm. Đây là lúc bạn cần dành thêm thời gian chăm sóc gia đình để không để những mối quan hệ quan trọng bị phai nhạt. Về sức khỏe, bạn không gặp phải vấn đề gì quá lớn trong thời gian này. Tinh thần hăng hái và tích cực giúp bạn luôn cảm thấy tràn đầy năng lượng. Điều này cũng là yếu tố quan trọng để bạn có thể hoàn thành các kế hoạch công việc và vượt qua thử thách một cách hiệu quả. Tóm lại, trong 7 ngày tới tháng 11 âm lịch 2024, tuổi Nhâm Tý sẽ có một khoảng thời gian phát triển mạnh mẽ trong sự nghiệp và tài chính, nhưng cũng cần chú ý đến tình cảm và sức khỏe để duy trì sự cân bằng trong cuộc sống. Quý khán giả thân mến, tiếp theo sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện cuộc sống của tuổi Nhâm Tý sinh 1972, đúng 7 ngày tới tháng 11 âm lịch 2024. Về phương diện công danh sự nghiệp của người tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972, trong 7 ngày tới tháng 11 âm lịch 2024. Trong khoảng thời gian từ nay đến cuối tháng 11 âm lịch 2024, người tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 sẽ có cơ hội đặc biệt để tỏa sáng trong sự nghiệp. Cục diện nguyệt lệnh Lâm Đế Dượng mang lại nguồn năng lượng tích cực, khiến bản mệnh cảm thấy tự tin hơn bao giờ hết trong công việc. Bạn không chỉ tin tưởng vào khả năng của mình mà còn sẵn sàng thể hiện quan điểm, ý kiến cá nhân một cách mạnh mẽ và rõ ràng. Đây chính là thời điểm bạn có thể tạo dấu ấn trong mắt cấp trên cũng như đồng nghiệp. Những người làm lãnh đạo, quản lý sẽ chú ý đến bạn và đánh giá cao những đóng góp mà bạn mang lại. Đồng thời, bạn cũng dễ dàng thu hút sự chú ý của những người đồng nghiệp xung quanh, những người sẽ tôn trọng và ngưỡng mộ năng lực của bạn. Điều này không chỉ giúp bạn củng cố vị thế của mình trong tập thể mà còn tạo cơ hội để bạn bước lên các vị trí cao hơn trong tương lai. Những phẩm chất đặc biệt của bạn như tầm nhìn xa, khả năng nhìn nhận chính xác các mục tiêu và cách ứng phó khéo léo với khó khăn là những yếu tố quan trọng giúp bạn vượt qua thử thách một cách dễ dàng. Bạn là người có khả năng lãnh đạo tiềm ẩn, dù bạn là một nhân viên hay một người có chức vụ trong tổ chức. Điều này thể hiện rõ qua việc bạn luôn biết cách giữ bình tĩnh, cân nhắc kỹ càng và đưa ra quyết định đúng đắn trong mọi tình huống. Thái độ làm việc cởi mở, hòa đồng, cùng với khả năng cảm thông và không kiêu ngạo khiến bạn được lòng mọi người trong môi trường làm việc. Chính nhờ những đức tính này, bạn sẽ tiếp tục phát triển và khẳng định bản thân trong sự nghiệp. Tuy nhiên, trong thời điểm thuận lợi này, bạn cũng cần lưu ý những yếu tố tiềm ẩn có thể gây trở ngại cho bạn. Các hung tinh xuất hiện trong cục diện thái tuế cảnh báo về khả năng có những bất trắc xảy ra bất ngờ. Vì vậy, bạn cần thận trọng hơn khi xuất hành sao hoặc tham gia vào những công việc quen thuộc. Dù mọi thứ có vẻ thuận lợi, sự cẩn trọng trong công việc và kiểm tra kỹ càng mọi việc vẫn là yếu tố quyết định để bạn tránh được những rủi ro ngoài ý muốn. Đây là thời điểm để bạn vừa tự tin phát huy năng lực, vừa cẩn trọng bảo vệ những gì mình đã đạt được. Về phương diện tài lộc của người tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972, trong 7 ngày tới tháng 11 âm lịch 2024. Trong 7 ngày tới, phương diện tài lộc của người tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 sẽ khá dượng, giúp bạn có thể an tâm về tài chính. Những thành tựu trong công việc sẽ mang lại cho bạn nguồn thu nhập ổn định và thậm chí có thể tăng cao, đặc biệt đối với những người làm công ăn lương. Những đóng góp và sự nỗ lực của bạn sẽ không bị bỏ qua.
cấp trên sẽ ghi nhận sự xuất sắc của bạn và có thể đưa ra những phần thưởng xứng đáng như tăng lương hay thăng chức. Đây không chỉ là nguồn động lực lớn giúp bạn phấn đấu hơn nữa mà còn là cơ hội để bạn nâng cao mức sống và cải thiện chất lượng cuộc sống. Những thành công trong công việc sẽ là bước đệm quan trọng để bạn vươn tới những đỉnh cao mới trong sự nghiệp. Với những người làm ăn kinh doanh, phương diện tài lộc càng sáng sủa hơn. Bạn đã xây dựng được một nền tảng vững chắc và khẳng định được vị thế trên thị trường. Mặc dù có thể gặp phải sự cạnh tranh từ các đối thủ, nhưng với chiến lược đúng đắn và khả năng nắm bắt thời cơ, bạn sẽ không gặp khó khăn trong việc duy trì và phát triển doanh nghiệp. Sự nhạy bén trong việc nhận ra các cơ hội và cách phát huy điểm mạnh đúng lúc sẽ giúp bạn duy trì sự ổn định tài chính và thu hút được lượng khách hàng trung thành ngày càng đông đảo. Đây là thời điểm lý tưởng để bạn mở rộng quy mô kinh doanh hoặc tìm kiếm các cơ hội mới. Nếu bạn có đủ khả năng và thời gian, việc nghiên cứu mở rộng thị trường hay đầu tư vào những lĩnh vực mới sẽ mang lại lợi ích lớn trong tương lai. Tuy nhiên, điều này cũng đồng nghĩa với việc bạn sẽ phải đối mặt với những khó khăn bất ngờ, có thể là từ việc giải quyết các vấn đề phát sinh hoặc từ sự cạnh tranh không ngừng từ đối thủ. Dù vậy, sự kiên trì và nỗ lực của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng. Công sức bạn bỏ ra sẽ giúp bạn thu lại được những thành quả đáng mừng, khẳng định giá trị bản thân và giúp bạn đạt được những mục tiêu tài chính quan trọng trong tương lai. Tình cảm gia đình của người tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972, trong 7 ngày tới tháng 11 âm lịch 2024. Trong khoảng thời gian này, con đường tình duyên của người tuổi Nhâm Tý không diễn ra suôn sẻ như bạn mong đợi. Với tính cách tận tâm và luôn chú trọng vào công việc, bạn dễ dàng đánh mất sự cân bằng trong cuộc sống tình cảm. Bạn chọn dành nhiều thời gian cho sự nghiệp và phát triển cá nhân thay vì tham gia vào các buổi gặp gỡ bạn bè hay các buổi xem mắt mà người thân tổ chức. Thậm chí, bạn thường xuyên từ chối những cuộc hẹn hò hay những dịp tụ tập do người thân sắp xếp. Mặc dù bạn có thể cảm thấy rằng thời gian hiện tại chưa phải là lúc lý tưởng để mở rộng các mối quan hệ, nhưng đôi khi bạn cũng cần nhận ra rằng tình cảm là một yếu tố quan trọng không thể thiếu trong cuộc sống. Với những người độc thân, bạn sẽ cảm thấy hài lòng hơn khi tập trung vào công việc và có thể nhìn nhận mối quan hệ với người khác dưới góc nhìn của một tình bạn. Nếu bạn nhận thấy đối phương có những điểm tốt, hãy thử kết bạn trước khi tiến tới những mối quan hệ sâu sắc hơn. Còn đối với những người đã có gia đình, tình hình lại càng trở nên căng thẳng hơn khi bạn không có đủ thời gian dành cho người thân của mình. Sự bận rộn trong công việc khiến bạn bỏ qua những nhu cầu và cảm xúc của người bạn đời. Điều này dễ dẫn đến những hiểu lầm không đáng có nếu bạn không kịp thời giao tiếp và chia sẻ. Vì vậy, trong thời gian này, bạn cần chủ động hơn trong việc kết nối và trò chuyện với người thân, trao đổi những vấn đề trong gia đình để tránh những khoảng cách dần hình thành. Đừng quên rằng, chính những khoảnh khắc ở bên gia đình, lắng nghe và chia sẻ sẽ giúp bạn cảm thấy nhẹ nhõm hơn, đồng thời giúp người thân hiểu và thông cảm với những nỗ lực bạn đang làm. Về sức khỏe của người tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972, trong 7 ngày tới tháng 11 âm lịch 2024. Về phương diện sức khỏe, trong 7 ngày tới tháng 11 âm lịch 2024, người tuổi Nhâm Tý không gặp phải vấn đề sức khỏe nghiêm trọng nào. Bạn cảm thấy đầy sức sống và nhiệt huyết, luôn sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách trong công việc và cuộc sống. Tuy nhiên, chính sự hăng say ấy có thể khiến bạn quên mất việc chăm sóc bản thân. Công việc bận rộn có thể khiến bạn làm việc quá sức, bỏ qua những giờ nghỉ ngơi cần thiết. Để tránh tình trạng này, bạn nên chú trọng hơn vào việc duy trì một chế độ sinh hoạt điều độ, ăn uống hợp lý và dành thời gian nghỉ ngơi để tái tạo năng lượng. Điều này không chỉ giúp bạn giữ vững sức khỏe mà còn giúp bạn duy trì tinh thần minh mẫn, sẵn sàng đối diện với những khó khăn trong công việc. Nếu bạn đang mắc một căn bệnh nào đó, bạn sẽ thấy tình hình sức khỏe của mình có sự cải thiện rõ rệt trong khoảng thời gian này. Sự tiến bộ này chủ yếu đến từ việc bạn nghiêm túc thực hiện các chỉ dẫn của bác sĩ và duy trì chế độ dinh dưỡng hợp lý. Những lời khuyên về chế độ ăn uống, nghỉ ngơi và tập luyện sẽ giúp bạn hồi phục nhanh chóng và cải thiện sức khỏe một cách rõ rệt. Tuy nhiên, đừng vì sức khỏe có tiến triển mà lơ là những yêu cầu chăm sóc sức khỏe của bản thân. Hãy nhớ rằng sức khỏe là tài sản quý giá nhất, và một cơ thể khỏe mạnh sẽ giúp bạn có đủ năng lực để tiếp tục cống hiến cho công việc, gia đình và những dự định trong tương lai. Hãy luôn chú ý đến những dấu hiệu cơ thể bạn đang gửi gắm để không phải hối tiếc khi sự mệt mỏi đã đến quá mức.
Tiếp theo sau đây sẽ là phân luận giải dẫn trình tử vi chi tiết của tuổi Nhâm Tý sinh 1972, đúng 7 ngày tới tháng 11 âm lịch 2024, được phân thành hai giai đoạn như sau. Tử vi tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972, từ ngày mùng 5 đến ngày mùng 8 tháng 11 âm lịch 2024 cho thấy một vận trình khá ổn định và tươi sáng. Trong giai đoạn này, bạn sẽ cảm nhận rõ rệt sự thuận lợi trong công việc, khi nhiều cơ hội đến với bạn và mang lại nhiều kết quả tích cực. Đây là thời điểm bạn có thể nhận được những sự hỗ trợ quan trọng từ quý nhân, từ đó mở ra những cơ hội để bạn thể hiện năng lực trong những dự án quan trọng. Với sự giúp đỡ của thực thần, tài chính của bạn cũng có xu hướng phát triển mạnh mẽ. Những nỗ lực trong công việc của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng. Hầu hết các thử thách trước đó sẽ được giải quyết nhanh chóng và hiệu quả, tạo ra động lực mạnh mẽ để bạn tiếp tục tiến xa hơn trong sự nghiệp. Từ đây, công danh sự nghiệp của bạn sẽ thăng hoa, mang lại nhiều thành tựu lớn, khiến bạn cảm thấy tự hào và hứng khởi hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian này, bạn cũng sẽ nhận thấy thời gian dành cho gia đình, bạn bè và những người thân yêu ngày càng trở nên ít ỏi. Công việc bận rộn khiến bạn khó có thể dành nhiều thời gian chăm sóc, thấu hiểu những người xung quanh. Đây chính là lúc bạn cần phải cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân để có thể tận hưởng một cuộc sống đầy đủ và trọn vẹn hơn. Sự nghiệp là quan trọng, nhưng những giây phút hạnh phúc bên người thân mới chính là nguồn năng lượng vô giá giúp bạn duy trì sức khỏe tinh thần. Trong chuyện tình cảm, bạn có thể gặp phải những mâu thuẫn nhỏ với người bạn đời. Những hiểu lầm có thể làm bạn cảm thấy khó xử và mệt mỏi. Tuy nhiên, nếu bạn kiên nhẫn lắng nghe và thể hiện sự chân thành, đối phương sẽ cảm nhận được tấm lòng của bạn. Mọi rắc rối sẽ qua đi một cách êm đẹp và mối quan hệ sẽ trở lại bình yên như trước. Tuy nhiên, từ ngày mùng 9 đến mùng 12 tháng 11 âm lịch 2024, vận trình của tuổi Nhâm Tý lại có những biến động không nhỏ. Sự xuất hiện của hung tinh Bạch Hổ trong tử vi khuyên bạn phải cẩn trọng, tránh những quyết định vội vàng hay hành động hấp tấp. Những sai sót trong công việc hoặc trong cuộc sống có thể gây ra hậu quả lâu dài, khó khắc phục nếu không suy nghĩ kỹ càng. Vì vậy, trong thời gian này, bạn cần tập trung vào việc quan sát, lắng nghe và đánh giá đúng hoàn cảnh trước khi đưa ra quyết định. Công việc của bạn trong giai đoạn này có thể gặp phải nhiều trở ngại, làm bạn cảm thấy bế tắc đôi khi. Tuy nhiên, đừng vì thế mà nản lòng hay từ bỏ mục tiêu. Hãy kiên trì và vững tin vào khả năng của mình. Những thành công sẽ đến với bạn, nhưng cần thời gian và công sức để có thể vượt qua thử thách. Những thất bại ban đầu chỉ là bước đệm để bạn học hỏi và trưởng thành hơn. Điều quan trọng là không bỏ cuộc, không chùn bước trước khó khăn. Tài chính của bạn sẽ ổn định vào cuối giai đoạn này, nhưng trong thời gian đầu, bạn cần phải thận trọng và tiết kiệm. Việc chi tiêu hoang phí hay đầu tư không cẩn thận có thể dẫn đến những khó khăn tài chính sau này. Chính vì thế, hãy lên kế hoạch tài chính rõ ràng, tránh lãng phí vào những thứ không thực sự cần thiết. Về mặt gia đình, có thể bạn sẽ gặp phải một số mâu thuẫn với người thân, đặc biệt là các thành viên trong gia đình. Tuy nhiên, nếu bạn lắng nghe ý kiến của những người xung quanh và biết cách xử lý tình huống một cách hòa nhã, mọi chuyện sẽ dần trở nên tốt đẹp. Đừng để những tranh cãi nhỏ nhặt làm rạn nứt mối quan hệ gia đình. Hãy luôn giữ sự tôn trọng và thấu hiểu, để gia đình vẫn là nơi bạn tìm thấy sự an ủi và yêu thương. Nhìn chung, từ ngày mùng 5 đến mùng 12 tháng 11 âm lịch 2024, vận trình của tuổi Nhâm Tý sẽ có những thay đổi rõ rệt. Bạn sẽ gặp nhiều cơ hội trong công việc và tài chính, nhưng cũng phải đối mặt với một số thử thách và khó khăn. Tuy nhiên, với sự kiên trì, sáng suốt và lòng quyết tâm, bạn sẽ vượt qua tất cả và đạt được những thành tựu xứng đáng. Những ngày may mắn nhất trong tháng 11 âm lịch 2024 cho tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972. Tháng 11 âm lịch 2024 hứa hẹn sẽ là một tháng đầy vận may, tài lộc và cơ hội dành cho người tuổi Nhâm Tý, đặc biệt là trong các ngày sau đây. Mỗi ngày đều mang đến những tín hiệu tích cực và là cơ hội vàng để bạn mở rộng tầm nhìn và phát triển sự nghiệp, tài chính. Cùng nhau khám phá những ngày may mắn này để bạn có thể đón nhận và tận dụng tối đa những cơ hội đang đến gần. Ngày 6 tháng 11 âm lịch 2024, đây là ngày mà vận may tài lộc của người tuổi Nhâm Tý sẽ bước vào thời kỳ đỉnh cao. Những nỗ lực và sự chăm chỉ trong công việc sẽ được đền đáp xứng đáng. Bạn không chỉ nhận được sự công nhận từ cấp trên mà còn có cơ hội thăng tiến và nhận thêm tiền thưởng.
Tài chính của bạn có sự cải thiện mạnh mẽ và không chỉ ở công việc hiện tại mà còn ở những khoản đầu tư, từ đó mang lại nguồn thu bất ngờ. Đây chính là giai đoạn mà bạn cảm nhận rõ ràng sự thịnh vượng đang đến gần. Tuy nhiên, đừng vội vàng quá trong các quyết định tài chính, hãy lập kế hoạch đầu tư hợp lý và tránh tham lam. Thời gian này là cơ hội tuyệt vời để bạn củng cố nền tảng tài chính vững chắc cho tương lai. Ngày 12 tháng 11 âm lịch 2024, vào ngày này, tài lộc của bạn có dấu hiệu thay đổi rõ rệt. Bạn sẽ có cơ hội nhận được những khoản thu nhập bổ sung thông qua công việc chính hoặc các khoản đầu tư. Đặc biệt, gia đình và những mối quan hệ thân thiết sẽ trở thành nguồn động viên lớn, thậm chí có thể hỗ trợ tài chính cho bạn trong giai đoạn này. Những nỗ lực lâu dài của bạn cũng sẽ được đền đáp, đặc biệt là các khoản thưởng, hoa hồng hoặc thậm chí là cơ hội thăng chức, tăng lương. Tuy nhiên, trong giai đoạn này, bạn cần giữ một cái đầu tỉnh táo, đừng để những lợi ích ngắn hạn làm bạn phân tâm. Hãy nhìn xa trông rộng và lập kế hoạch tài chính vững chắc để tránh những rủi ro không đáng có. Ngày 21 tháng 11 âm lịch 2024, đây là ngày mà tài lộc của bạn đạt đến đỉnh cao nhất trong tháng. Những kết quả từ sự chăm chỉ và trí tuệ của bạn sẽ được đền đáp bằng những phần thưởng lớn. Bạn có thể nhận được những lợi ích tài chính bất ngờ từ những dự án đang triển khai hoặc từ các mối quan hệ cá nhân. Đây là cơ hội tốt để bạn dám thử thách và đầu tư, nhưng cũng cần cẩn trọng trong hành động của mình. Đừng để sự lạc quan thái quá khiến bạn đưa ra những quyết định thiếu thận trọng. Mặc dù thời điểm này mang đến cơ hội dồi dào, bạn vẫn cần phải kiểm soát chi tiêu hợp lý và tránh các khoản đầu tư rủi ro không đáng có. Ngày 27 tháng 11 âm lịch 2024, vào ngày cuối cùng trong chuỗi những ngày may mắn, tài lộc của bạn sẽ bùng nổ mạnh mẽ. Những cơ hội đầu tư mới hoặc các dự án kinh doanh tiềm năng sẽ mang lại cho bạn lợi nhuận khổng lồ. Đây chính là thời điểm bạn cần nắm bắt những cơ hội tuyệt vời này và thử thách bản thân để đạt được những thành công lớn. Tuy nhiên, bạn cũng cần cẩn trọng trong việc đầu tư, tránh để bản thân rơi vào tình trạng thiếu kiểm soát và rủi ro không đáng có. Điều quan trọng là bạn phải biết cách quản lý tài chính hợp lý, tránh những khoản chi tiêu vượt mức hoặc đầu cơ không cần thiết để tài sản có thể tăng trưởng ổn định và bền vững. Cẩm nang dượng vận cho tuổi Nhâm Tý tháng 11 âm lịch 2024, tháng 11 này, sự nghiệp của bạn sẽ đón nhận nhiều tin vui và thuận lợi. Công việc sẽ phát triển mạnh mẽ, mang về những khoản thu nhập dồi dào và quý nhân sẽ luôn xuất hiện đúng lúc để giúp bạn vượt qua những khó khăn. Các mối quan hệ, đặc biệt là với những người tuổi Thân và tuổi Hợi, sẽ là nguồn động viên lớn, giúp bạn nhanh chóng đạt được những mục tiêu tài chính. Tuy nhiên, bạn cũng cần đề phòng tiểu nhân, đặc biệt là những người tuổi Mão và tuổi Dậu, vì có thể gây ra những ảnh hưởng xấu đến công việc hoặc tài chính của bạn. Màu sắc may mắn của bạn trong tháng này là màu đen và màu xanh trời, vì chúng sẽ giúp bạn duy trì sự ổn định và tránh xa vận xui. Con số may mắn của bạn là 83, 44 và 18. Những con số này sẽ mang đến may mắn và thuận lợi trong các giao dịch tài chính và công việc. Hãy tận dụng tối đa những cơ hội này để đạt được thành công và thịnh vượng trong cuộc sống. Mỗi ngày đều là một cơ hội mới, và bạn hoàn toàn có thể nắm bắt vận may và đưa cuộc đời mình lên một tầm cao mới trong tháng 11 này. Quý khán giả thân mến, hợp tác làm ăn là một yếu tố vô cùng quan trọng trong sự nghiệp của mỗi người. Đặc biệt, đối với những người tuổi Nhâm Tý 1972, việc lựa chọn đối tác phù hợp không chỉ giúp mang lại sự thịnh vượng mà còn tạo điều kiện thuận lợi để phát triển sự nghiệp. Mỗi con giáp có những đặc điểm tính cách riêng, và khi hợp tác với nhau, các yếu tố này có thể tương hợp hoặc tương khắc, ảnh hưởng đến vận khí và tài lộc. Dưới đây là những phân tích chi tiết về sự hợp tác giữa người tuổi Nhâm Tý và 12 con giáp khác. 1. Tuổi Nhâm Tý với tuổi Tý sự kết hợp ăn ý và bền vững. Mối quan hệ hợp tác giữa tuổi Nhâm Tý và tuổi Tý là sự kết hợp hoàn hảo, mang đến những thành công đáng kể. Cả hai tuổi này đều có sự thông minh, khả năng phân tích sắc bén và tư duy logic, giúp cho công việc trở nên trôi chảy và hiệu quả. Họ dễ dàng phối hợp với nhau trong mọi lĩnh vực, đặc biệt là trong những công việc đòi hỏi sự sáng tạo và tổ chức. Sự ăn ý trong công việc sẽ giúp họ không chỉ đạt được thành công cá nhân mà còn xây dựng được sự nghiệp vững bền. Hơn nữa, với sự hỗ trợ lẫn nhau, cả hai sẽ vượt qua được mọi khó khăn, đạt được nhiều thành quả đáng tự hào. 2. Tuổi Nhâm Tý với tuổi Sửu sự kết hợp giữa trí tuệ và sự cần cù.
Mối quan hệ hợp tác giữa tuổi Nhâm Tý và tuổi Sửu là sự kết hợp giữa trí tuệ và sự cần cù. Người tuổi Sửu có một điểm mạnh lớn, đó là sự kiên trì, làm việc chăm chỉ không mệt mỏi. Mặc dù họ không có tư duy vượt trội như Nhâm Tý, nhưng nhờ vào sự bền bỉ và cẩn thận, họ có thể thực hiện những công việc tỉ mỉ, chi tiết. Nhâm Tý sẽ đóng vai trò là người lãnh đạo, đưa ra chiến lược và quyết định quan trọng, trong khi tuổi Sửu sẽ làm việc chăm chỉ để hiện thực hóa những kế hoạch đó. Sự kết hợp này mang lại một nền tảng ổn định, giúp công việc phát triển bền vững theo thời gian. 3. Tuổi Nhâm Tý với tuổi Dần cạnh tranh mạnh mẽ, nhưng cần thận trọng. Sự kết hợp giữa tuổi Nhâm Tý và tuổi Dần có thể đem lại kết quả trái ngược. Dù cả hai đều có sự quyết đoán và tầm nhìn chiến lược, nhưng tính cách của họ khá mạnh mẽ và có thể dẫn đến xung đột. Người tuổi Dần có tính cách cứng rắn và rất thích đứng đầu, trong khi Nhâm Tý cũng không chịu lép ghế trước bất kỳ ai. Sự cạnh tranh giữa hai người có thể tạo ra những thử thách lớn trong công việc. Tuy nhiên, nếu cả hai biết cách kiềm chế sự bốc đồng và tôn trọng lẫn nhau, họ sẽ có thể phối hợp hiệu quả, mang lại những kết quả ấn tượng trong công việc. 4. Tuổi Nhâm Tý với tuổi Mão, sự hòa thuận và hợp tác tuyệt vời. Người tuổi Nhâm Tý và tuổi Mão có mối quan hệ hợp tác rất tuyệt vời. Tuổi Mão nổi bật với sự trung thành và tính nhường nhịn, luôn biết đặt lợi ích chung lên trên cá nhân. Trong khi đó, Nhâm Tý là người rất thông minh và biết cách chia sẻ những kinh nghiệm quý báu trong công việc. Chính sự hỗ trợ này sẽ tạo ra một môi trường làm việc đầy hòa thuận, nơi cả hai không có sự tranh cãi lớn và có thể cùng nhau phát triển sự nghiệp. Nhâm Tý sẽ học hỏi được sự sáng tạo của Mão, trong khi Mão sẽ tiếp thu những kỹ năng làm việc nhanh nhẹn và linh hoạt từ Nhâm Tý. 5. Tuổi Nhâm Tý với tuổi Thìn, sự hợp tác mạnh mẽ và hiệu quả. Mối quan hệ hợp tác giữa Nhâm Tý và tuổi Thìn là một sự kết hợp tuyệt vời trong công việc. Người tuổi Nhâm Tý rất khéo léo trong việc phân tích tình huống và giải quyết vấn đề, trong khi tuổi Thìn lại có khả năng nhìn xa trông rộng và sáng tạo vô hạn. Sự kết hợp này giúp cả hai phát huy tối đa thế mạnh của mình, đồng thời hỗ trợ lẫn nhau trong công việc. Cả hai sẽ dễ dàng vượt qua thử thách và xây dựng được một tập thể vững mạnh, có khả năng đứng vững trước mọi khó khăn. 6. Tuổi Nhâm Tý với tuổi Tỵ, kết hợp mạnh mẽ, nhưng cần điều chỉnh sự cạnh tranh. Tuổi Nhâm Tý và tuổi Tỵ có thể tạo thành một đội ngũ rất mạnh mẽ, nhưng họ cũng cần điều chỉnh sự cạnh tranh của mình. Người tuổi Tỵ luôn muốn giữ vị trí trung tâm, và nếu không được tôn trọng hoặc công nhận, họ có thể cảm thấy không hài lòng. Tuy nhiên, Nhâm Tý là người rất thông minh và có khả năng giải quyết vấn đề tốt, sẽ luôn đóng vai trò trụ cột trong mối quan hệ này. Nếu cả hai biết cách tôn trọng và hỗ trợ nhau, họ sẽ cùng nhau xây dựng được một công việc vững mạnh và thịnh vượng. 7. Tuổi Nhâm Tý với tuổi Ngọ, tầm nhìn xa và sự sáng tạo đồng điệu. Sự kết hợp giữa tuổi Nhâm Tý và tuổi Ngọ rất hiệu quả trong công việc. Nhâm Tý có khả năng phân tích tình huống một cách sắc bén và có tầm nhìn xa, trong khi tuổi Ngọ lại có sức sáng tạo vô hạn và luôn tìm ra những ý tưởng mới mẻ. Nhờ vào sự kết hợp này, cả hai sẽ phát triển công việc một cách mạnh mẽ, xây dựng được những chiến lược lâu dài và sáng tạo. Những ý tưởng đột phá của Ngọ sẽ kết hợp hoàn hảo với sự logic và tính toán của Nhâm Tý, tạo ra thành công bền vững. 8. Tuổi Nhâm Tý với tuổi Mùi, hỗ trợ lẫn nhau trong công việc. Mối quan hệ giữa Nhâm Tý và tuổi Mùi có thể không hoàn toàn ăn khớp về quan điểm, nhưng họ lại có khả năng bổ sung cho nhau. Nhâm Tý sẽ học hỏi được những ý tưởng sáng tạo và mới mẻ từ tuổi Mùi, trong khi tuổi Mùi sẽ tiếp thu được tính linh hoạt, nhanh nhẹn và khả năng xử lý tình huống từ Nhâm Tý. Cả hai sẽ cùng nhau phát triển sự nghiệp, vượt qua những thử thách và đạt được thành công vượt bậc nhờ vào sự hỗ trợ và hợp tác lâu dài. 9. Tuổi Nhâm Tý với tuổi Thân, hợp tác ăn ý, ít mâu thuẫn. Mối quan hệ hợp tác giữa tuổi Nhâm Tý và tuổi Thân sẽ rất thuận lợi. Cả hai đều có tính cách nhanh nhạy, dễ hiểu ý nhau và dễ dàng phối hợp trong công việc. Những cuộc tranh cãi, nếu có, cũng sẽ được giải quyết nhanh chóng nhờ vào sự linh hoạt và khéo léo của cả hai. Mối quan hệ này mang lại sự ổn định và sự thành công vững chắc trong công việc, giúp cả hai phát triển mạnh mẽ và lâu dài. 10. Tuổi Nhâm Tý với tuổi Dậu, quyết tâm và mạnh mẽ trong công việc. Nhâm Tý và tuổi Dậu khi hợp tác sẽ tạo ra một sự kết hợp mạnh mẽ. Cả hai đều có sự quyết tâm cao và sẵn sàng làm việc chăm chỉ để đạt được mục tiêu. Cả Nhâm Tý và Dậu đều có tầm nhìn chiến lược và luôn nỗ lực để phát triển sự nghiệp. Mối quan hệ hợp tác này sẽ giúp cả hai vượt qua mọi khó khăn,
đạt được thành công lớn trong công việc và xây dựng được sự nghiệp vững chắc. 11. Tuổi Nhâm Tý với tuổi Tuất cùng xây dựng sự nghiệp vững bền. Sự kết hợp giữa Nhâm Tý và tuổi Tuất là một mối quan hệ hợp tác rất bền vững. Người tuổi Tuất thông minh và đáng tin cậy, luôn sẵn sàng hỗ trợ đối tác trong công việc. Trong khi đó, Nhâm Tý là người sắc sảo, có khả năng phân tích và giải quyết vấn đề hiệu quả. Khi kết hợp với nhau, cả hai sẽ xây dựng được một sự nghiệp vững chắc, vượt qua mọi thử thách và đạt được những thành công lớn. 12. Tuổi Nhâm Tý với tuổi Hợi khó khăn và thử thách trong hợp tác. Mối quan hệ giữa tuổi Nhâm Tý và tuổi Hợi có thể gặp nhiều khó khăn. Tuổi Nhâm Tý thường thấy tuổi Hợi thiếu năng động, trong khi tuổi Hợi có thể cảm thấy không được đánh giá cao trong mối quan hệ hợp tác này. Tuy nhiên, nếu cả hai có thể hiểu và tôn trọng những điểm mạnh và yếu của nhau, họ sẽ tìm ra những phương án hợp tác hiệu quả và đạt được thành công. Quý khán giả thân mến, vận mệnh của người tuổi Nhâm Tý sẽ thay đổi theo từng tháng sinh âm lịch. Mỗi tháng mang một đặc điểm riêng biệt, ảnh hưởng đến cuộc sống, sự nghiệp và tình cảm của họ. Sau đây là những tháng sinh âm lịch cho người tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972. Sinh tháng Giêng. Người sinh vào tháng Giêng thường được trời ban phúc lộc, cuộc sống viên mãn, đủ đầy. Họ được thừa hưởng phúc ấm từ tổ tiên, gia đình hòa thuận, được bạn đời yêu thương, chăm sóc. Từ nhỏ đã được cha mẹ yêu thương, đùm bọc, lớn lên có được công danh sự nghiệp ổn định, tài chính không phải lo lắng. Dù vậy, người sinh tháng này cũng có tính tình giản dị và không thích phô trương. Họ sống rất thực tế, luôn chú trọng đến sự phát triển ổn định và bền vững trong cuộc sống. Sinh tháng 2. Người sinh vào tháng 2 thường có tính cách nhút nhát, dù bên ngoài cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, nhưng trong lòng luôn lo lắng. Họ sống rất hòa nhã, được nhiều người yêu mến và giúp đỡ, nhưng vì thiếu sự quyết đoán nên đôi khi khó thành công lớn trong sự nghiệp. Dù vậy, họ luôn kiên trì và nỗ lực trong công việc, điều này sẽ giúp họ vượt qua mọi khó khăn, đạt được thành tựu trong tương lai. Những người sinh tháng này có khả năng làm việc liên quan đến văn chương, nghệ thuật, và họ sẽ thành công nếu biết phát huy tài năng này. Sinh tháng 3. Vận mệnh của người sinh tháng 3 khá đặc biệt. Mặc dù cuộc đời họ thường xuyên phải đối mặt với những mất mát, tang thương, nhưng nếu biết kiên trì và duy trì lòng thiện, họ sẽ được phúc lộc vào cuối đời. Người sinh tháng này có thể sẽ trải qua những đau khổ trong cuộc sống, nhưng lại có khả năng vượt qua những gian truân này bằng sự bình an trong tâm hồn. Tuy vậy, vì tính cách thiếu quyết đoán, họ cũng dễ gặp phải cô đơn trong những giai đoạn khó khăn. Sinh tháng 4. Người sinh tháng 4 có cuộc sống không dễ dàng, luôn phải tự mình lo toan mọi việc mà không nhận được sự giúp đỡ từ người khác. Họ phải đối mặt với nhiều thử thách, nhưng nếu có duyên gặp gỡ một người bạn đời tốt, họ sẽ bớt đi phần nào gánh nặng. Cuộc sống của họ vất vả nhưng sẽ có được thành quả tốt đẹp vào tuổi trung niên. Dù không được hưởng phúc tổ tiên, người sinh tháng 4 vẫn có thể tự mình tạo dựng sự nghiệp, chỉ cần họ kiên trì, nỗ lực và không ngừng phấn đấu. Sinh tháng 5. Vận mệnh của người sinh tháng 5 khá sáng sủa. Họ là những người chăm chỉ, luôn tìm kiếm cơ hội để phát triển sự nghiệp. Cuộc sống của họ sẽ không thiếu thử thách, nhưng với sự quyết tâm, họ có thể đạt được thành công và trở thành người giàu có, tự tạo dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng. Sự nghiệp của họ sẽ phát triển mạnh mẽ nhờ vào ý chí kiên định và khả năng tận dụng cơ hội. Tuổi già của họ sẽ an nhàn, được hưởng phúc từ những gì mình đã cống hiến. Sinh tháng 6. Người sinh tháng 6 có cuộc sống khá vất vả, phải tự lực cánh sinh trong suốt cuộc đời. Tuy vậy, họ có khả năng vượt qua mọi khó khăn nhờ vào sự kiên trì và sức mạnh nội tâm. Dù không được hưởng tài sản thừa kế, họ vẫn có thể thành công nhờ vào sự nỗ lực không ngừng nghỉ. Nếu sống gần nguồn nước, cuộc sống sẽ thêm phần thuận lợi, dễ dàng thành công hơn. Tuy nhiên, họ sẽ phải trải qua những giai đoạn khó khăn trước khi đạt được sự ổn định. Sinh tháng 7. Vận mệnh của người sinh tháng 7 khá tốt đẹp. Họ được hưởng phúc từ tổ tiên, gia đình có của cải, tài sản thừa kế dồi dào. Họ không phải vất vả nhiều mà vẫn sống trong giàu sang, thuận hòa. Dù vậy, người sinh tháng này cũng cần phải giữ bình tĩnh và tỉnh táo để tránh những mưu toan xấu từ kẻ tiểu nhân. Họ có tài năng, được quý nhân phù trợ và sẽ thành công trong sự nghiệp nhờ vào sự nỗ lực và quyết tâm. Sinh tháng 8. Người sinh tháng 8 có cuộc sống khá viên mãn và giàu có. Họ được hỗ trợ nhiều từ người bạn đời, có khả năng đạt được thành tựu lớn trong công việc.
Với tài năng xuất chúng, họ dễ dàng thành công trong sự nghiệp, đặc biệt là trong lĩnh vực văn chương hoặc nghệ thuật. Sự nghiệp của họ sẽ phát triển thuận lợi, không gặp phải quá nhiều khó khăn. Họ sẽ sống trong sự thịnh vượng và hạnh phúc. Sinh tháng 9. Người sinh tháng 9 có tính tình trầm lặng, không thích sự nổi bật. Dù cuộc sống bình an, họ lại thiếu sự quyết đoán và khó có thể làm nên sự nghiệp lớn. Tuy nhiên, họ sẽ có một gia đình hạnh phúc, yêu thương nhau và sống trong hòa thuận. Dù không có tài ăn nói, người sinh tháng này lại có phẩm hạnh tốt và luôn giữ được sự ổn định trong cuộc sống. Sinh tháng 10. Người sinh tháng 10 phải trải qua nhiều thử thách và khó khăn trong cuộc sống. Họ thiếu sự may mắn, cuộc sống luôn bấp bênh và thiếu cơ hội để phát triển sự nghiệp. Tuy nhiên, họ có ý chí và tài năng, dù không được giúp đỡ nhiều từ người thân hay quý nhân, nhưng vẫn có thể tự tạo dựng thành công nếu kiên trì và không từ bỏ. Sinh tháng 11. Người sinh tháng 11 có khởi đầu khá muộn, nhưng với sự kiên trì và nỗ lực, họ sẽ có một cuộc sống thành công, tự tại. Những khó khăn trong thời trẻ sẽ dần qua đi, và đến tuổi trung niên, họ sẽ đạt được những thành tựu đáng ngưỡng mộ. Vận mệnh của họ được cải thiện nhiều nhờ vào sự giúp đỡ của quý nhân. Sinh tháng Chạp. Cuối cùng, người sinh tháng Chạp có vận mệnh khá tốt. Họ sống bình yên, ít lo âu và có một gia đình hòa thuận, yêu thương nhau. Mặc dù khởi nghiệp khó khăn, họ sẽ sớm được quý nhân giúp đỡ và có sự nghiệp ổn định vào tuổi trung niên. Nhân sinh cảm ngộ, giáo dục giác ngộ. Quý khán giả thân mến, cổ nhân từng nói, miệng có thể thốt ra những lời ngọc ngà, đẹp đẽ, nhưng cũng có thể thốt ra lời độc địa. Tu dưỡng khẩu đức chính là phương cách để mang lại vận may cho bản thân. Khẩu đức ảnh hưởng đến vận mệnh, và khi vận mệnh tốt, con đường bước đi sẽ bằng phẳng, dễ dàng đạt được nhiều thành tựu. Trong cuộc sống, có một nguyên lý rất quan trọng, lời nói có thể gây tổn thương sâu sắc hơn cả những vết thương thể xác. Đầu tiên, không nói lời giận dữ. Những lời nói khi tức giận, thiếu suy nghĩ có thể gây ra sự tổn thương vô cùng lớn cho người khác. Lời nói có thể giống như những viên đá ném vào lòng người, và những vết thương ấy khó mà lành lại. Vì vậy, khi tức giận, tốt nhất là nên im lặng, hoặc nếu cần thiết, hãy viết những suy nghĩ đó lên giấy. Viết những gì đang làm bạn bực tức, nhưng nhớ rằng, khi xem lại sau đó, nếu cảm thấy lời nói lúc giận dữ không còn cần thiết, hãy gấp nó lại thành máy bay giấy và để nó bay đi. Đừng để những lời nói không cần thiết gây hại cho chính mình và người khác. Tiếp theo, không nói những lời sàm ngôn, bịa đặt. Lời nói vô căn cứ, lừa dối chỉ làm tổn thương người khác và hủy hoại danh dự của chính bản thân mình. Lời nói không đúng sự thật, đặc biệt là khi nói sau lưng người khác, sẽ làm sâu sắc thêm sự ngờ vực và mâu thuẫn. Chúng ta nên nhớ rằng, lời nói vô lễ không chỉ là sự thiếu tôn trọng mà còn làm tổn hại đến những mối quan hệ đáng quý trong cuộc sống. Chỉ khi chúng ta tôn trọng người khác, những lời nói của chúng ta mới thực sự có ý nghĩa và có thể giúp ích cho xã hội. Không chỉ dừng lại ở việc tránh nói xấu người khác, chúng ta cũng không nên nói lời kiêu căng, tự mãn. Những người luôn khoe khoang, tự đánh giá cao mình sẽ khó có thể phát triển bản thân vì họ không nhận ra sự khiêm nhường và học hỏi là yếu tố quan trọng nhất để tiến bộ. Lời nói kiêu ngạo không phải là dấu hiệu của sự tài giỏi mà là thiếu hiểu biết. Một người khiêm tốn sẽ luôn hiểu rõ giá trị của sự lắng nghe và học hỏi từ người khác. Khi chúng ta không biết tự hạ mình, sẽ khiến người khác khó chịu và tạo ra khoảng cách giữa mình và những người xung quanh. Lời nói của người quân tử thì giản dị mà chân thành, còn lời nói của kẻ tiểu nhân thường linh tinh, rỗng tuếch. Những lời nói không có giá trị thực sự sẽ chỉ khiến người khác cảm thấy mệt mỏi và mất niềm tin vào người nói. Vì vậy, chúng ta cần biết rằng lời nói của mình không chỉ phản ánh bản thân mà còn ảnh hưởng đến những người xung quanh. Thêm nữa, khi nói về những khuyết điểm của người khác, chúng ta cần phải cẩn trọng. Không nên chỉ trích người khác trước mặt họ, bởi vì điều này sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của họ. Dù có thể họ không hài lòng, nhưng ít nhất họ sẽ hiểu được sự chân thành và có thể chấp nhận. Tuy nhiên, khi chỉ trích sau lưng người khác, điều này sẽ gây ra sự oán hận và khó chịu, và sẽ không thể hàn gắn lại mối quan hệ đó. Thay vì nói những lời không cần thiết, chúng ta nên giữ im lặng hoặc nói những lời an ủi, giúp đỡ người khác thay vì chỉ trích họ. Bên cạnh đó, không tiết lộ những chuyện riêng tư hoặc bí mật của người khác là một nguyên tắc quan trọng. Lời nói của người tiểu nhân là vô nghĩa,
nhưng những lời trung thực và thành thật sẽ có giá trị to lớn. Một người trung thực sẽ luôn giữ lời hứa và không tiết lộ những điều không nên biết, bởi vì điều này không chỉ thể hiện sự tôn trọng mà còn bảo vệ được danh dự và sự uy tín của bản thân. Khi một người giữ được bí mật, họ sẽ nhận được sự tôn trọng từ người khác và sẽ tạo dựng được lòng tin trong xã hội. Hơn nữa, lời nói không nên quá thẳng thắn đến mức gây tổn thương người khác. Dù muốn nói thẳng, chúng ta cũng cần suy nghĩ kỹ về hậu quả. Lời nói lạnh lùng, không có sự tinh tế sẽ dễ gây ra phiền phức. Thay vì chỉ chăm chăm vào sự thật, chúng ta cần biết cách nói sao cho vừa chân thật nhưng lại không làm mất lòng người nghe. Hãy biết đặt mình vào vị trí của người khác, để lời nói của chúng ta không chỉ chính xác mà còn hợp tình hợp lý. Cuối cùng, không nên nói năng tùy tiện, bởi miệng là một vũ khí có thể gây tổn thương sâu sắc. Những lời nói thiếu suy nghĩ không chỉ làm hại người khác mà còn hại chính mình. Trong những lúc vui vẻ, chúng ta dễ dàng nói ra những lời không thật, trong khi khi giận dữ, lời nói thường trở nên vô lễ, thiếu kiểm soát. Vì vậy, chúng ta cần phải học cách kiềm chế bản thân, không tùy tiện phát ngôn khi không chắc chắn và không hứa hẹn những điều mà mình không thể thực hiện. Lời nói lúc này có thể tạo ra hậu quả nghiêm trọng, mất đi niềm tin và sự tôn trọng của người khác. Tóm lại, khẩu đức là nền tảng của cuộc sống an lành và thành công. Lời nói không chỉ phản ánh phẩm chất của mỗi người mà còn ảnh hưởng đến vận mệnh của họ. Những lời nói thiện lương, chân thành không chỉ giúp chúng ta xây dựng mối quan hệ tốt đẹp mà còn mở ra con đường phát triển bền vững trong cuộc sống. Trên đây là những thông tin về tử vi của tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 trong 7 ngày tới, vào tháng 11 âm lịch 2024. Hy vọng những chia sẻ này sẽ mang lại hữu ích cho quý khán giả. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Nếu thấy video này có giá trị, xin đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh để nhận những video mới nhất từ chương trình. Chúc quý khán giả một tháng mới vui vẻ, hạnh phúc, bình an và luôn gặp nhiều may mắn. Hẹn gặp lại quý khán giả trong những chương trình tiếp theo.